Ê nhỏ lớp trưởng, có chuyện gì không nhóc? Có thứ bảy tuần này bà có bận cái gì không? Cũng không biết nữa, có gì không nè? Thì làm bản Free Fire chứ còn gì nữa. Và hello anh em nha, mình là Kanzi em. Thì hôm nay nhân ngày mùng 8 tháng 3 thì mình sẽ mời nhỏ lớp trưởng và chơi cùng game của mình em ạ. Coi như là hôm nay mình sẽ gọi là tặng nó món quà mùng 8 tháng 3, đó chính là một cái top 1 anh em đó. Tại vì mình nghèo vật chất quá nhá, mình không có vật chất nên là mình tặng món quà tinh thần đi. Cũng tại là vì nhỏ lớp trưởng này mình nó thích leo danh nữa anh em ạ. Tao đang đẹp đấy, anh em thấy không, mình nói có sai đâu, nó thích leo danh ấy. Nên là mình sẽ tặng nó cái top 1 nhá, cho nó cộng điểm nha. Đó. Và anh em đừng quên theo dõi trận đấu này của mình. Nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để giúp mình có động lực giành top 1 trong trận này nha anh em. Cảm ơn anh em. Thank you so much. À, nhân ngày mùng 8 tháng 3 thì mình xin chúc tất cả các bạn nữ luôn luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, chăm ngoan và học giỏi nha. Đó. À chết rồi anh em ơi, quên. Hôm nay là mùng 8 tháng 3 và ngày mai mùng 9 tháng 3 mình sẽ đăng video này. Nên là lời chúc của mình nó sẽ là một lời chúc muộn màng anh em ạ. Và mong các bạn nữ là thông cảm cho mình nha. Đó. Và đầu game thì mình quyết định là mình nhảy luôn đầu map anh ạ. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình nhảy đầu map đúng không? Mình bật nhau luôn. Một là mình chết, hai là địch chết. Thế thôi. Nếu mà mình nhảy đầu map mà mình chết á, thì mình thoát trận luôn, làm luôn trận mới cho nó nhanh. Đấy, chứ không nhảy giữa map là lâu lắm anh ạ. Nhưng mà phát này có một thằng thì thôi, chắc mình tiện nó ra sảnh luôn anh em ơi. Đây mình vào đây mình lụm cây mà bố đã một ba chip trước này. Đó, xong mình qua mình lụm địch luôn, nhiều cần gì nữa. Anh em để ý kỹ nha, trong này lúc nào của cái cứ muốn ok bạn. Trong cái chỗ này lúc nào nó cũng có cái M413 chip nha. Anh em mà đắp dù thì nhớ vào đấy lúc nha. Tại vì bắn M413 chip cũng dễ kéo tâm lắm anh em ạ. Anh em lưu ý nha. Còn bây giờ mình sẽ qua đây mình khử luôn cái thằng địch này đây. Trong đường mình bắn nãy giờ mình chưa nhìn thấy nó đâu anh em ạ. Mình nhìn nó ở trên nhà nào, mình tức biến đi xem nào. Đâu rồi? Đấy xong keo được rồi. Mày xong rồi tao rồi. Ờ, úi dồi cục rồi anh em ơi. Đồng đội ăn mất rồi anh em ạ. Mình không kịp làm gì mà đồng đội đã cho nó đi ra sạch rồi. Ôi không sao anh em ơi. Mình cứ lượm một chút rồi mình cũng nhốt anh em ạ. Tại vì ở đây không có địch. Bình thường nhảy rỗ đâu mà mẹ quay clip thì chả có thằng địch nào đúng đời. Buồn quá anh em ạ. Mà bình thường mình nhảy vùng xanh hôm nay mình dở dời. Mình đã nhảy chặn thông tin. Đồng đội KS. Ấy nhỏ này bắt đầu ấy. Bắt đầu lại cái bài cũ là KS ấy. Không biết là bắn được bao nhiêu đam ở đầu KS là kiểu cái kiểu KS này nó ngấm vào máu nó rồi nghèo nó không bỏ rồi ạ. Hơi tí là KS. Ok, sau 2.000 năm tìm kiếm và chặn thông tin không có địch thì mình quyết định là mình bắn bệ phòng cốc vùng xanh. Và mình đã phát hiện ra bên này giao tranh khá là căng thẳng anh em ạ. Mình quyết định là mình qua luôn anh em ơi. Mình qua mình móc lốp luôn. Mình xem mình có húp được kill nào không. Và mình quyết định là mình sẽ từ từ mình bắn từ xa anh em ạ. Mình đây mình phát hiện trên này vừa bắn nhau mình sẽ quyết định. Ôi đi để chết được. Ok bạn ơi, mình sẽ không kêu bạn đâu. Mình sẽ cho một quả liệu lên trích trước này. Ok anh em ơi, không phát hiện ai anh em ạ. BK vẫn đang bắn nhau khá là căng thẳng anh em ơi. Đâu rồi? Mình sẽ la liếm xem có được kêu nào không. Đâu rồi? Ok, một thằng đang chạy. Mình cho nó đi luôn anh em ơi, hai viên vào đầu, xá sảnh luôn nha. Ok, mình xin lỗi bạn. Ô, bị truy sát kìa. Không sao anh em ạ, bình tĩnh một chút. Nó dám truy sát mình ạ. Thì mình sẽ nút một ít đồ. Sao mình qua mình truy sát ngược em ơi. Mày xong rồi nhá, nút ít đồ anh em ơi. Mày dám truy sát Kanzi em ở đây, khó bệ phóng được rồi. Mày à, mình sẽ cho nó từ kẻ đi săn trở thành kẻ bị săn luôn nha anh em. Mà nó dám, không biết là nó truy sát xong rồi nhìn để cái tên đại ca lớp 5A nó có hoảng sợ hay không mà. Nó dám truy sát mình ấy, đã thì anh nên anh đồ sát cả tem mày luôn nha. Mày đây rồi, cảm ơn mày đã dẫn anh đến tem mày nha. Mày xong với anh rồi. Nó nhìn tên của mình nó không sợ mà dám truy sát anh em ơi. Nên quyết định là mình sẽ biến thành con ác quỷ vì nên mình cho nó ra sạch luôn anh em. Ý, anh em thấy trên bản đồ cả đồng đội trông như đệ tử đi theo. Ơ này, đây dụng cho mày viên này headshot nha. Mày làm truy sát anh à, nhờ mình kill đi bạn. Ok bạn ơi, mình nhớ mặt cảnh sát bạn lên bạn nút nha. Chơi game với mình á, anh em chơi game với mình nhá. Đấy, thì anh em nói chung là anh em sợ gì, anh em sợ thủ danh ạ. Yên tâm không thủ được đâu. Cùng lắm 10 trận để tụt tầm 5 trận thôi, còn 5 trận chắc chắn là lên rồi. Đấy, và chơi bên của mình thì anh em chỉ việc nút đồ thôi. Còn kêu anh em không ăn được thì để mình nhá. Đó, quan trọng anh em chỉ việc nút đồ và cứu mình thôi. Còn không, tất cả cứ để mình lo anh em ơi. Còn anh em mà chết ạ, em có chết 10 lần thì mình cứu 10 lần luôn. Em thoải mái đi săn luôn em. À, còn chết thì cứ để mình cứu thôi. Ơ, nhưng mà mình vẫn phát hiện được có thằng nó truy sát mình tiếp anh em ạ. Bị truy sát liên tục anh em ơi, là mình khá là cay cú anh em ơi. Mình chỉ nghĩ trở thành con mồi xuống đi săn à, nên mình quyết định là mẹ cho trở thành con mồi đi săn chúng nó luôn anh em ạ. Lên xe anh em ơi. Ơ đồng đội đi à, ok bọn này nhanh. Mày dám truy sát anh kìa, anh đã truy sát ngược thôi.
chúng mày liều nhỉ. Bọn này chắc là chưa gặp phải con ác quỷ mà nên chưa hiểu được cái cảm giác mà nhìn thì ác quỷ đáng sợ như nào nhá. Nên quyết định mình qua mình cho nó biết cái cảm giác khi đi săn của một con ác quỷ như nào nha anh em. Mình là con ác quỷ Lucifer em ơi. Và mình xin tặng cho thằng địch một câu này, xin lỗi nha. Vì mình là ác quỷ nên không thể đến bên mặt với đôi cánh thần tiên. Đâu rồi mày, đâu rồi mày, đâu rồi mày, tao đây rồi. Một viên này, một viên một mạng này, con lợn một lợn đất này, hãy xong luôn mấy anh nha. Truy sát anh nữa đi ấy. Tin nhắn thì cứ nhắn liên tục, của mình thì cứ ăn kêu liên tục anh em ạ. Không sao, không sao, không gì có thể làm khó được can gì em anh em ơi. Vẫn còn truy sát anh ấy, ma chúng mày nữa. Anh cay rồi nha. Phó đây, anh phải quyết ô đồng đồ ăn mất thầm. Quyết tầm ơ vẫn còn truy sát này. Cho tao một kêu, đầy rồi. Cho mày luôn một kêu này, cho em một kêu, mày qua mày nút đi. Mày qua mày nút kêu này đi, nút xác đi. Đấy, lúc nào nó bảo là cho nó một kêu thì mình nút cũng luôn là cho nó một cái xác em ơi. À đù, vẫn còn truy sát anh em ạ. Diệt từ đấy rồi chưa hết cái tem này anh em ơi. Mà hình như là bây giờ kiểu mình một thằng mới truy sát mình, xong cả tem nó bị truy sát luôn anh em ạ. Kiểu một thằng chết ấy, xong lại đến thằng kia bị truy sát, thằng cứ thay nhau anh em ơi. Nên là thằng non quá mới quyết định là mình đồ sát luôn cái tem này anh em ạ. Mày dám truy sát anh thì chúng mày đi cả tem luôn anh em ạ. Láo thật đấy, làm truy sát can gì em ạ. Chưa biết sự đáng sợ của anh được đến bước nào. Mày đâu ạ, mày nhảy xuống đây đi. Đâu rồi? Ồ, nó nhảy xuống đồng đội ăn mất rồi anh em ạ, mình không biết. Đúng rồi, đi mấy đồng đội không được kêu anh em ơi. Nên thôi mình qua đây mình đi lại em ạ. Tách 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 tà. Kiếm lên mấy pha highlight cân 3 cân 4 cho anh em xem được sướng với chứ. Thôi thì mình qua đây mình mỗi đồ thêm tách tách đồng đội ra thôi em ạ. Ơi có thằng đu cap chơi anh ơi, bên đây mày nhìn mình phút đó, ui phút đó không chết cả qua luôn mày ơi. Mình anh em ơi, thằng nhỏ đặt mình ấy, nhưng mà mình dẫm vào xong mình chết luôn cả hai thằng em à, không chết bớt thằng địch em ơi, mệt quá mình khó giáp ba anh em ạ. Mà thằng địch nó cũng nhớ rồi, ôi nút cái xác lại tiếp tục di chuyển thôi. Ôi ôi à, không kịp bẹt keo anh em ạ, bản ninh quá cây mà mày muốn ba chip anh em ơi, bảo sao mình không kịp đỡ luôn đấy. À còn đồng đội em ơi, đấy lớp trưởng mình đây này, hai huy này. À em để ý này, ở đời nhỏ lớp trường mình hôm nọ là chơi với mình, nó đặt tên là cái gì, Dina cái gì ạ. Hôm mình quay video đây anh em, thế là nó cái thuốc am kiểu we have kill thì là việc của mình mà, là nghề của mình rồi. Xong thì kiểu nó mình đăng video ấy thì nó xem được em ạ, chắc là nó sợ anh em biết nó nào ấy, thế là nó đổi tên luôn anh em ơi. Nó đổi tên luôn, láo thật đấy, nó sợ anh em biết mình mà mình đâu nổi thành cái bức mà kiểu đăng video là ai cũng biết được đâu đúng không. Thế là nó ảo tưởng quá, nó nổi thiên luôn em ạ. Con này kiểu hứng nụ em ơi. Đấy, cứu mình với bạn ơi, nhanh lên, cứu con ác quỷ này đi. Ok em ơi, con ác quỷ trong FIFA đã được hồi sinh em ạ. Phá này thì mình thề luôn, mình sẽ gọi là quyết định là mình đồ sắt sạch cái bọn nó vừa bắn mình nha anh em. Mà nó mình ra đây mình nút lại ít đồ nha. Mong là nhỏ lớp trưởng có để lại cho mình một chút gọi là đương thực để mình nhặt anh em ạ. Chứ chồng như nó nút từ nãy giờ chưa xong mình thấy hơi nguy hiểm anh ơi, đồ mình thì khá là ngon. Bạn ơi cho mình một ít đồ đi, đừng có nút hết nha. Ok vẫn còn em ơi, mệt quá nó chưa nút hết anh ạ. Đồ vẫn còn khá là ngon. Đấy qua sát mình, ui ôi em thấy không, đủ là ngon rồi. Nhìn ui ôi mà ngon rồi. Còn anh ơi nhìn nhỉ, phun súng đỏ anh ạ. Mình qua đây thì mình qua đây mình húp, mình vào mình húp sạch cái bọn đang bắn mấy đồng đội mình luôn anh ơi. Đấy. À, đang có cây SKS, à không, cây Dragon Gun đúng không? Đấy, mình thể hiện cho anh em xuống cái kia đang quan sát của mình. Ui, địch ở đông rồi. Để, mày này, con sót ăn kill anh em ơi, một viên mua mắt nè. Mày này, ôi, không trúng A, mày, ok em ơi. 31 kill anh ạ, 3 viên một bạn. Coi tôi trên ngàn đó, đã bình tĩnh em ơi. Nó đang quên mà, ôi, cái thằng kia đó. Nó là hồi sinh anh em, giật mình em ơi, cho mày một viên mày đi luôn nhá. Mình dám, mày dám hút chích, mày này chạy qua đây đi. Nó dám hút chích nó hồi sinh em ạ. Ơ đồng đội có chúng ngay cái đồng đội ơi, đồng đội không biết đây rồi em ơi, không sao đã có can gì. Ơ thằng này nó vẫn hút chích buồn, bọn này nó hút chích liên tục anh em ạ, là mình vô cúc mè mình đề phòng kịp anh em ơi. Giật mình. ba thằng mình cho luôn gọi là 3 viên anh em ạ, đi luôn cả ba thằng hết shot luôn anh em ơi, đẳng cấp vãi anh em ơi. Nhiều khi mình thấy mình cũng bắn hay thật đấy anh em ạ, nhưng mà tại sao anh em xem video thấy mình bắn hay thế mà lại không like cho mình, không đăng ký nhỉ, mình khá là buồn anh em ạ. Vậy nên là anh em xem video của mình nhớ cho mình một like, muốn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, mình cảm ơn anh em nhiều. À mình được 8 kill rồi đấy anh em, hôm nay mùng 8 tháng 3 nên là mình hay là mình giữ đến 8 kill để cho đẹp nhỉ. Ờ nhưng không được em ạ, vẫn phải ăn kill mà, chứ nhìn địch nó chạy lòng không bắn nhiều phí lắm anh em ơi. Nên thôi ăn được đợt nào thì ăn anh em ạ.
Đấy, thế cho nó nhanh gọn lẹ. Ơ đây, có thằng nó ui ui, con lớp trộn nó ăn mất tiêu rồi anh em ạ. Kf nhanh đấy nhá, đấy mới chính là Kf nhá, con nhỏ nó trộn này. Đấy, đấy mới chính là cái ắt chính khống nhá, mình bận hết sốt rồi. Một viên nữa thôi là nó đi rồi mà đồng à, mà lớp trộn nó ăn mất của mình anh em ạ. Không sao, hôm nay mùng cả tháng 3 nên mình hoan hỷ, mình cho lớp trộn một kill anh em ạ. Ơ, có thằng chạy, mày chạy đi đâu hả con sâu này. Mày chạy đi đâu nữa thằng này. Ui ui đó thế, máu đó. Ui ui nó đục nhanh ngồi. Tê con môi. Ô có thằng chạy vào trong này nó bắn cho mày anh em ơi. Mình cho đi luôn em ạ. Nguyễn Thu Hưởng em ơi. Tên khá là hay, chắc là xinh đẹp ấy. Nghe tên hay này chắc cũng xinh em ạ. Nhưng mà xinh đến mấy thì can vẫn phải cho ra sảnh thôi em ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ qua đây mình co vào giúp đồng đội đấy không. Mày thò ra đây đi. Cứu đồng đội em ơi, cứu đồng đội ạ. Cứu đồng đội, ôi tớ bổ luôn anh em ơi. Ôi sợ anh em thấy chưa. Đấy, chơi game với Kanji and top 1 mà chỉ là chuyện đơn giản thôi anh em ạ. Ôi 11 kill, 42k đam. À 42k đam. Làm chuyện nữa bạn ơi. Ok bạn, let's kill luôn chuyện thứ 2 anh em ơi. Cho nó một cái top 1 nữa. Ok anh em ơi, sang luôn chuyện thứ 2 anh em ạ. Thì mình lại, mình quyết định là mình vào đây mình nhẹn vùng xanh luôn cho nó đông anh em ơi. Nút đồ cho nó ngon đi, ban nãy nhảy cả là chạm thông tin không thể chạm địch nhớ anh em ơi. Nhưng phải nhảy vùng xanh thôi. Đấy, có một tiêm bay đây anh em ạ. Quyết định là mình sẽ cố gắng clear cái tiêm này nha. Vừa cộng khá lại trừ làm sao được hả anh em. Chơi với Kanji em thì làm sao mà trừ được. Có trừ đấy cũng chỉ là 10 trận trừ 9 thôi, chứ không trừ cả 7 đâu hả. Đấy, mình phát hiện một thằng nó chạy qua đây nhưng mà nó mở cái hòm vàng em ạ. Mình quyết định qua trận đầu luôn nhé, kiểu gì nó cũng chạy qua đây. Em bình tĩnh ít nước đi đổ đó. Ơi nó ơi mày nè, nó thấy mình trước em ạ. Mình đang tính kế nó để mình núp vào đây, mình để cho nó chạy qua. Mình nghĩ là nó núp hòm vàng nó sẽ chạy qua đây, nhưng mà nó lại phát hiện ra mình em ạ. Mình bị tính kế ngược lại em ạ. Đúng là không đùa đâu. Nhưng mà không sao, mình out này kẻ đấy luôn rồi em ạ. Mình cho hai viên đầu đi luôn à. Hình như là hết địch rồi em ơi, hình như là theo mình clear hết rồi nào, mình không để ý nữa anh ạ. Tại vì vùng xanh chân này cũng ít người anh ạ, bình thường đông lắm nhưng mà mỗi lần mình làm video tại sao là ít thế nhỉ? Lúc mình không làm video mình nhảy rỗ đông, xong mình bắn được vài tên mình gãy luôn em ạ. Mình gãy luôn nhưng đến trận này, ơi vẫn qua thằng địch này. Mày chạy nè. Bình thường rất là đông em ạ, nhưng mà không hiểu sao lúc mình quay video á lại rất là ít. À, bình thường mình không quay video mà mình vào mình nhảy á. Đông vãi à vùng xanh này nè. Xong mình bắn được 12 kill mình gãy rồi đấy không? À, đến trận này mình bắn đang sung sức kìa này, đang có top 1 liền được là đang sung sức mà không thể địch đông em ơi. Có tem mà em ạ, nên quên mình qua có thằng này, mình qua mình khựng luôn em ạ. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Đâu rồi? Ui đồng đội ăn mất tiêu rồi em ạ. À giả thằng này, ấy giả đâu ra cái thằng này đây. Mình đang tìm về thằng kia bắn mình thì lại có thằng này đắp dù thò hả thằng em ạ. Mày láo nhỉ, mày dám đáp dù vào đây à? Mày nghĩ mày dễ ăn anh thế à? Chắc là thế anh học lớp 5, chắc là kiểu tổng nghĩ anh là trẻ trâu, anh bắn gà đến qua sẵn anh kìa. À, mày biết anh tuy anh lớp 5 nhưng mà anh là đại ca anh em ạ. À, mình là lớp 5 nhưng mình là đại ca lớp 5A anh em ạ. Đụng một đại ca thì đại ca tất nhiên là lúc nào cũng xử lý sạch sẽ rồi anh em ơi. Đừng có đùa mấy cả ninja dù rồi anh em ạ. Đấy, vòng xanh nhà chống sức là hết địch rồi anh em ạ. Quyết định là mình sẽ di chuyển qua gọi là phòng thí nghiệm anh ạ. Xem gọi là có gì hot không nè. Chắc là mình nghĩ bên đây có đi cơ anh em. Tại vì kiểu mãi mà cứ mỗi đoạn mà kiểu có tên trên bản đồ là mình nghĩ là ở đấy sẽ có đi kinh mắt. Mình sẽ gọi là vòng vèo qua đấy rồi mình nhấp nháp xem là có được thằng địch nào không nha. Đồng đội thì vẫn đang gọi là đang nút sạch sẽ hùng xanh không để sót tí nào nào một nút lâu thế. Mình có địch bên này mà không thể qua anh em ạ. Mình sợ bam thế mà vẫn có là ham vào vùng xanh em ơi. Chắc đồ là ngon quá anh ơi. Mình thì mình chỉ thích ăn kill không thích ăn đồ anh ạ. Rụng cái bù đích xong vào. Ấy cô bắn nhau kìa anh em. Ok anh em ơi, mình qua luôn anh em ạ. Mình phát là mình đẩy vào luôn anh em. Mình đẩy vào xem lại, xem là có hút một kill nào đó không nè. Biết đâu lại được KS được vài thẳng hả anh em. Có thể bắn nhau ấy, cứ từ từ thôi. Mình đứng từ xa mình cấu rượu đây anh em ạ. Ây chà, thằng này máy bay đi đâu. Ui, nó nhảy lên. Ui, đau. Nó nhảy lên mình té. Anh ơi, nó nhảy lên là mình không kéo tâm đâu em ạ. Đâu rồi? Từ quần phần mót á. Thằng này nó vẫn đang cả lưu keo anh ạ. Đấy thế đấy, nó thò kìa. Quần mót á thì cho nó chắc anh em ạ. Xong rồi bắn nó xấu rồi, một viên chết luôn thằng này. Ui, bay mũ kìa anh ơi. Bắn mình bay. Mày công ở đây đi. Mày công ở đây đi. Mày công là
một viên nha, phun đỏ luôn, còn bỏ rãi anh em ơi. Tài công ở đây đi, cái thằng ở bông keo kia nó yếu rồi nhỏ, anh em thấy không? Bắn nhau nó yếu rồi, mình lại mình nộp bồ vài viên AK rồi đi luôn em ạ. Còn thằng này mình cho viên onshot thì đi luôn. Đấy anh em ơi, đi lại là có kill ấy, chứ đi với đồng đội là đồng đội áp mất mấy kill rồi đấy. Cũng may là mình kiểu mình sờ bam nhưng mà đồng đội là không lại anh em ạ. Đây là mình hút được vài kill bên này. Thôi thì lại đốt ít đồ xong thì lại di chuyển tiếp anh em ơi. Nói chung là kiểu mình chơi ấy, mỗi chỗ mình càn quét một lần anh em ạ. Mỗi vùng thì mình gọi là mình đốt một ít xong mình lụm đấy ấy, xong mình di chuyển luôn anh em ơi. Mỗi vùng mình qua một đôi. Mày đi lẹ, chết tao không cứu đâu nhé. Ừ, không cứu nha, không cứu thì trời ha. Có cái mẹ mình là sát thủ mà anh em, mình là kiểu chủ lực ấy. Mà là không cứu mình thì lại đâu ra kiểu mà lên danh được hả anh em. Để xem nó cứu không em. Chắc kiểu nó nói thế thôi anh em à. Mình bắn hay thì này mà không cứu thì khác gì kiểu đi biếu gọi là biếu cứu cho địch đâu. Nên là gọi là cứu mình á thì mới có cái top 1 được, em hiểu không? Ôi thì mình kiểm cái xe mình lại gần sát kỷ đoàn anh em ơi. Cái sát kỷ đoàn của mình lại nhắn tin cho mình kìa. Bé bọn mình đang thi ấy, kiểu bọn mình đang thi lên lớp 6 ấy, sắp thi lên lớp 6 rồi anh em ạ. Nên là gọi là cũng gọi là đang ôn ôn để lên lớp 6, sắp vào cấp 2 đấy anh em ơi. Chắc phải từ bỏ cái thời thơ làm trùm lớp 5 rồi anh em ạ. Tại vì lên lớp 6 không được làm trùm rồi. Đợi sau này mình lên lớp 9A này mình sẽ làm trùm kiếp. Cầu lấy hai tốt điểm nè bạn yêu. Ây trời, bạn gì cơ, bạn yêu cơ. Chất nhé, chắc là kiểu được mình vừa cho cái top 1 chắc sướng quá, bắt đầu gọi là ngáo muôn anh em ạ, bắt đầu nhắn tin lung tung đấy mà, bạn yêu gở khiếp đấy. Chắc là vừa được cái top 1 được sướng veo ấy, sướng quá đấy mà. Thế thì trận này mình cho nó cái top 1 nữa anh em ạ, cho nó cười khinh khách cho đi ngủ cho nó ngon luôn nhé. Bên này lại có bạn nào anh em ơi, qua lúc luôn anh em ơi. Ê, có thằng đấy. Mày chạy đi đâu hết shot này. Gạt. Gạt luôn anh em ơi, địch đừng bắn nhéo đông không, mình không gạt là địch thử khát khổ luôn ấy. Ấy, thật ghê, định gạt hồ của mình kìa. Đấy, đây rồi, lại có chẳng chạy lên đây rồi. Nào, đây ra đây. Mày ra đây mở bên mãn xà với tao à. Mày, con thành nữa em ơi. Gạt. Mở bên mãn xà. Mình cây mở bên mãn xà, mình thè luôn cây này mạnh cực luôn. Anh em mà có thì cứ xài cái này cho mình. Bắn đâu vãi anh em ơi, mình không muốn sơ kim MB nên mình khá là gọi là cay cú tên là hồi kem MB băng xả bắn đâu, ôi là đau luôn đấy, rúi gì gọi là thua rồi em ơi, kể cả mình bắn vào đầu rồi nhưng vẫn thua thằng cầm kem MB băng xả bắn vào người anh em ạ, đấy nó mạnh đến mức đấy cơ, mình nút ít đồ xong mình lại săn tiếp anh em ơi, đây chắc hết địch rồi nào, chả thấy thằng nào nữa này, bất chợt ngồi hẹn mẹ ganh rồi, thanh niên chơi game rồi. Lại bẻ lại ganh, tại vì cũng không thể trách nó được em ạ. Tại vì bọn mình chơi game tối ấy. Tại vì ban này thì mình đi học anh em ạ. Tối tầm khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ mình lại đi học thêm tí ganh nữa. Đấy nên là mình chơi tầm khoảng 10 đến 11 giờ mình làm 1-2 trận ấy. Thì mình xong mình đi ngủ thôi em ạ. Mình xong mình đi ngủ thôi. Nhưng mà chứ bọn mình cũng không chơi game nhiều đâu. Cũng bật học à. Đấy quan trọng là nói chung là anh em mà chơi game thì chơi game giải trí thôi. Quan trọng là việc học của mình em ạ. Mình chơi game nhưng mình cũng không nên nghiện game nha. Không nên chơi suốt ngày nha. Giúp được mình phải giúp đỡ bố mẹ này làm việc nha. Rồi là học hành đầy đủ thôi nha. Chứ không phải là suốt ngày cắm đầu vào game nha. Địch làm hai tốt biển ngủ cho ngon. Ok bạn, ok bạn Hiền. Mình phát ở bên này khóa nhầm lắm đây các em ạ. Mình mẹ quét nó vào. Mình vào mình lụng múa luôn cái thằng trên đầu mình em ạ. Đều. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nha. Nó chưa nhìn thấy mình em ơi. Mình vòng đít mình mắc nó luôn. Đều. Mình mắc vào luôn em ơi. Ui lại phun đầu anh ơi. Em thấy bắn khác gì hết không? Từ nãy chưa được một kill nào và chưa một kill nào không hết sót đâu. Thôi như là có một kill không hết sót này. Mình không. Thôi cứ quậy đi. Ơi, địch vẫn đông em ơi. Địch mình vẫn thấy bọn này tiếng súng bắn nhau vù vập quá em. Đấy có thằng vừa đắp rồi đấy anh em. Lại chị ui chị nắp kìa anh em ơi. Xem thế. Ui chị nắp này lục hết anh em ơi. Lỗ bết ui không được rồi thằng kia đạn. Ăn mất của mình rồi anh em ạ. Không hiểu sao bọn này nó cứ bay lên nóc anh em ơi. Kẹt vào cái map này chắc tí mình phải xóa đi anh em ạ. Tôi nó cứ lên nóc là mình cay quá anh em ơi, khó bắn quá. Đồng đội lại gục rồi anh em. Vừa ăn được 3 kill liền kìa là... Ui lại có thằng chạy đi. Mày một viên đầu này. Giật mình em ạ, đang định vào kìa chạy vào để cứu đồng đội gục đi. Nhưng mà lại có phát hiện thằng đấy nhưng mình qua mình săn nó luôn anh em ơi. Đồ rồi, mày đúc, mày đầy rồi. Mày cuốn máu này, ui sợ ơi, headshot anh em ơi.
từ nãy gọi là chưa biết nào là không biết sọ đâu đây, nhưng mà không kêu nào là không biết sọ đâu. Bật auto. Ui giời, có thằng đáp dù này. Mày thì đáp dù vào đây. Ý, chắc nghĩ mình đại ca lớp 5A đi mà dầm đáp dù vào đây em ạ. Định húp mình nhưng bị húp ngược em ơi. Dầm húp của ác quỷ này. Ui ôi, xin lỗi nha, vì mình là ác quỷ em ạ. Mình không thể đến bên bạn với cả đôi cánh thần tiên được. Ui ôi, bạn này bắt đau thế. Mình đang lại mẹ bạn hàng kịp. Ui, đang tính lại mẹ bạn hàng cứu đồng đội anh em ạ. Ai dè đâu, bị bọn này nó bắt đau quá anh em ơi. Ôi xong rồi em ơi, chắc là ui clip đến đây thôi em ơi, mình xin phép dừng tại đây nhé. Nói chung là trộn ngủ thôi, ok ngủ nhá. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người xem video vui vẻ nha, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn mọi người, thank you so much.